Okay, hello, sorry, hello everyone. Today I'm going to talk about Tantra or Tantric Sex. Xin chào thầy và các bạn, hôm nay em sẽ đại diện cho nhóm B3 Lâm Sàng sẽ thuyết trình về chủ đề Tantra hay Tantric Sex. Okay, khi chúng ta nói từ Tantra hay là Tantric Sex, có nghĩa là cái từ này đã xuất hiện đầu tiên ở Ấn Độ cách đây hơn 6.000 năm. Cái từ này nó sẽ nói về sex. Trong phiên âm Hán Việt thì từ Tantra nó còn có nghĩa là Đát Đạt La, là sự tiếp nối hay là liên tục thống nhất. Mà ở đây dùng Tantra có nghĩa là sự liên tục thống nhất giữa hai cá thể, có nghĩa là sự đồng điệu giữa hai cá thể. Thì bình thường chúng ta đã biết sex là một cái nhu cầu của cơ thể, đúng không ạ? Nhưng mà thường chúng ta chỉ biết là sex là sự quan hệ giữa nam và nữ. Và chúng ta sẽ hướng tới một điều, đó chính là sự phóng tinh ở nam hay là sự lên đỉnh ở nữ. Tuy nhiên, đối với Tantra, nó sẽ là một cái ý niệm khác về cái mô hình sex. Thì ở đây, sex không chỉ có nghĩa là phóng tinh hay là lên đỉnh của một cá thể nào đấy, mà là sự hòa quyện giữa hai cá thể. Nó mang cái phần người nhiều hơn. Ở đây nó hướng tới cảm xúc của hai người. Nó khác với việc là chỉ giao hợp như bất kỳ loài nào vẫn có thể làm. Ở đây Tantra nó hướng tới phần người nhiều hơn. Nó hướng tới sự hòa quyện và sự hòa hợp giữa hai cá thể. Vì vậy nó có chữ Tantra hay là Tantric Sex. Rồi, một vài từ khóa em nốt lại được sau khi mà tìm hiểu về Tantra hay Tantric Sex, đó có nghĩa là sự độc điệu, hòa hợp, sự thống nhất và sự hòa quyện giữa hai cá thể. Nó sẽ nằm trên ba yếu tố. Thứ nhất, để chúng ta bắt đầu hay là chúng ta thực hiện được cái Tantra hay Tantric Sex, đầu tiên chúng ta phải nghĩ nó như là một cái môn yoga trong cái việc quan hệ tình dục giữa hai cá thể hay là hai con người. Nó như là một môn yoga. Yeah. Và khi nó tới yoga thì nó sẽ thường hướng tới ở bên sâu bên trong cơ thể. Và để đạt cái điều này thì Tantra cần phải có những điều kiện. Ví dụ khi chúng ta thực sự muốn sex một cách trọn vẹn, toàn vẹn, thì đầu tiên chúng ta phải đầu tư, phải bỏ công sức, phải chuẩn bị cho cái công cuộc sex của mình. Đầu tiên chúng ta phải có không khí hay không gian. Ở đây không khí hay không gian thì em nghĩ nó sẽ phụ thuộc vào hai người. Nó sẽ phải hòa hợp hay là nó phải phù hợp đối với hai cá thể, miễn sao làm cho hai cái người trong cái relationship của mình nó được thoải mái, thì đó chính là một cái không gian hay là một cái không khí lý tưởng. Thứ hai thì cái quan trọng trong cái Tantra hay Tantric Sex cũng giống như một cái môn yoga vậy, thì nó sẽ cũng giống như một môn yoga hay là môn thiền, nó sẽ chú ý vào cái hơi thở là nhiều. Tại vì đối với cơ thể con người thì cái quan trọng thì nó sẽ chính là cái hơi thở của mình. Thì khi trong quá trình chúng ta sex thì thật ra chúng ta phải nên chú ý vào cái hơi thở của chính bản thân mình và kiểm soát được hơi thở đấy. Sau đó mình sẽ cảm nhận được hơi thở của cái người bạn đối diện mình, cái partner. Khi mà mình chú ý hơi thở thì mình sẽ biết được là chúng ta sẽ cần phải điều chỉnh như thế nào, cần phải làm như thế nào để chúng ta đạt tới cái sự hòa hợp, hòa quyện và sự thỏa mãn giữa hai cá thể. Thứ ba là chúng ta nói tới sự cảm nhận. Cảm nhận ở đây nó sẽ liên quan tới năm giác quan của cơ thể con người. Thứ nhất là eye contact, eye là mắt, rồi thứ nose là mũi, mouth là miệng, ear là tai, và sense là cái cảm giác xúc giác. Đầu tiên ta nói tới eye ở đây là mắt. Cái sự khi chúng ta thực hiện giao hợp hay là quan hệ tình dục thì eye contact thực sự rất quan trọng trong cái mối quan hệ. Tại vì khi chúng ta đủ yêu hay đủ mặt hay chúng ta đủ cảm xúc thì chúng ta sẽ cần phải có eye contact để chúng ta có thể kết nối lẫn nhau trong suốt quá trình. Cái thứ hai chúng ta sẽ nói tới nose ở đây là mùi hay là cái sự hít thở.
Nó cũng nằm trong cái chú ý và hơi thở này, nó cũng sẽ là cũng sẽ gần giống như vậy và chúng ta sẽ chú ý nhiều hơn. Thứ ba là nose, sorry, cái thứ ba là mouth là miệng. Ở đây chúng ta nói tới phần môi đúng không ạ? Chúng ta có thể khi mà hai người yêu nhau thì ta sẽ thường sử dụng tất cả các giác quan này, mouth cũng như vậy, liên quan tới lips này, môi này, có tongue là lưỡi này, môi lưỡi này, nó sẽ trong tantric kiss, trong tantra nó có đề cập tới tantric kiss, thì mọi người sẽ vào đây và xem thêm về tantric kiss, nó cũng khá là hay và cũng khá là em nghĩ là nó cũng khá là tốt, tại vì nó sẽ giúp làm cho cả người nam hay người nữ nếu như có cái tantric kiss này nó sẽ giúp làm tăng hưng phấn, tăng cảm giác và tăng cảm xúc, tăng sự kết nối giữa hai người. Thứ tư là ear, nghe ấm mà nghe thì trong tantra nó có đề cập tới một cái vấn đề đó chính là sex talk, like when you speak khi mà mình nói thì chúng ta sẽ hay sex với nhau kiểu như do you like it or something like that. Chúng ta cần sẽ tìm thêm thông tin ở cái phần này trong cái phần sex talk, nó cũng sẽ làm tăng hưng phấn đối với người nam hoặc người nữ. Và cuối cùng là sense, cảm giác. Cái cảm giác này có thể là một cái cảm giác mới lạ nào đấy hoặc là một cái cảm giác như giữa hai người hay là cái xúc giác trên từng bộ phận hay như thế nào đấy. Tóm lại là khi chúng ta nói về tantra hay là chúng ta bắt đầu cuộc yêu, chúng ta sẽ nên tìm hiểu về tantra hay tantric sex. Nó sẽ hướng tới cái sự đồng điệu hòa hợp và sự kết nối giữa hai cá thể. Chính vì như vậy cho nên nó sẽ quan tâm tới hơi thở cũng như là cảm nhận tất cả các giác quan, sự đồng điệu của hai cá thể về các giác quan như là mắt, hơi thở, môi hay là bất kỳ cái giác quan nào khác, nó cũng góp phần làm tăng cái cảm giác của hai người. Và vì vậy tantra nó sẽ hướng tới một cái mục đích, đó chính là gì ạ? Đó là sự hòa quyện, hòa hợp giữa hai cá thể. Chỉ khi hai cá thể hòa quyện, hòa hợp và hiểu ý nhau thì chúng ta mới có thể có một cái tantra tuyệt vời hay là toàn vẹn hay là một cái tantra tốt. Và sau tantra thì chắc chắn hai người sẽ gắn bó, kết nối lẫn nhau và sẽ yêu nhau nhiều hơn, và từ đó trở về sau thì khi mà chúng ta sex không đơn thuần chỉ là cái việc thỏa mãn nhu cầu, nó còn là một cái gọi là sự kết nối, sự gắn kết giữa hai cá thể, kết nối gắn kết giữa hai người hay là hai vợ chồng, nó sẽ hướng tới vậy thì cho nên cái tantra này em nghĩ là nó sẽ hướng tới một cái, đó chính là cái trong Đạo Phật có nói là tantra nó sẽ hướng tới một cái là cái quan hệ một vợ một chồng. Thì vì một vợ một chồng ở đây nó có nghĩa là sự kết nối, sự đồng điệu lẫn nhau và sự hòa hợp. Chỉ có như vậy thì tantra mới thành công và đem lại cái lợi ích cho hai người. Thank you.